Theo truyền thông địa phương, vụ việc xảy ra lúc 18 giờ 30 phút ngày 22 tháng 5 tại trường tiểu học Wat Nen Po ở tỉnh Phichit, phía Bắc Thái Lan. Nhiều học sinh đang chơi trong sân thì cơn bão ập tới nên trú mưa dưới mái che. Mưa to và gió lớn khiến mái che bất ngờ đổ sập. Ngoài 4 em nhỏ, 3 người lớn thiệt mạng gồm 2 phụ huynh học sinh và 1 bảo vệ. Vụ việc cũng khiến 18 người khác bị thương nhưng không ai ở trong tình trạng nguy cấp. Hình ảnh chia sẻ trên trang Facebook của chính quyền địa phương cho thấy hiện trường ngổn ngang mái che bằng tôn. Phía cảnh sát cho biết cơn bão chiều ngày 22 tháng 5 đã làm hư hại một số ngôi nhà ở huyện Sam Ngam, riêng mái che sân thể thao của ngôi trường nói trên thì sập hoàn toàn. Theo đài Thái Pháp, các trường học ở Thái Lan thường có sân thể thao với mái che để bảo vệ học sinh khỏi cái nắng gay gắt. Vụ việc xảy ra khi Thái Lan bước vào thời điểm đón gió mùa, đi kèm với mưa lớn. Trong nháy mắt, tôi nghe thấy âm thanh giống như vùng chiến sự và chỉ trong vòng 5 giây cơn bão đã ập tới chỗ tôi, một nhân chứng kể với đài Thái Bạch. Gần đây, nước láng giềng Thái Lan là Myanmar đã bị cơn bão Mocha tàn phá, khiến hơn 145 người thiệt mạng.